tôi đi ăn mà là gọi điện thoại cho tôi. Gọi điện thoại? Vậy nhất định là kẻ lừa đảo rồi. Sao có thể vậy chứ? Không phải là kẻ lừa đảo đâu. Anh ấy vừa gửi lên cho tôi xong, gọi điện cho tôi liền. Còn nói, cô đoán